Con người khổ vì tưởng, tham, ác và kiến chấp. Con người tưởng ai đó định đoạt số phận, muốn được như ý thì phải cầu xin. Vì cái tưởng nên nó dẫn tánh Phật đi luân hồi khắp nơi trong trái đất và tam giới hàng mấy chục tỷ năm như vậy. Con người tham, vật gì của người khác cũng muốn chiếm lấy về cho bằng được.